Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ, cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây. Và đây sẽ là vật phẩm mà các bạn sẽ lấy được trong cái video này nha. Và nó cũng vô cùng đơn giản để mà lấy luôn. Thoạt nhìn thì cái này mình nghĩ là một con bét rắn trên vai rất là to, nhưng mà khi mà mình đeo vào thì nó nhỏ xíu à. Nhưng mà thôi, để nó qua một bên đi, để bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách để lấy nha. Thì đây là tựa game mà các bạn sẽ làm để mà có được vật phẩm. Y như cũ thôi, thì link game Mai sẽ để ở phần mô tả video. Và trong tựa game này, nhiệm vụ của các bạn là đi tìm 5 chữ cái, đó là chữ Nikki. Mà vị trí của những chữ cái này nó rất là dễ tìm. Thì đây, sau khi mà thu thập xong thì các bạn đi lại cái chỗ này để mà nhận vật phẩm nha. Thì cái chữ đầu tiên là nó ở cái khu vực này, chữ K. Và đoạn sau thì các bạn cứ coi cái hướng mà Mai đi để mà thu thập những cái chữ cái nha. Xin lưu ý với các bạn là đây là vật phẩm limited. Và cái thời điểm May làm video thì chỉ còn 30 mấy ngàn tài khoản để có được vật phẩm này. Cho nên là nếu mà bạn nào coi được cái clip này thì hãy hoàn thành nó sớm nhất có thể nha. Chứ mà các bạn hoàn thành muộn là không lấy được vật phẩm này đâu. Thì bây giờ các bạn cùng coi cái hướng mà May đi thu thập những chữ cái còn lại. Còn về chữ C cuối cùng á, thì nó gần ở cái chỗ mà các bạn đi đổi cái con rắn. Đây nè, hồi nãy May đi lúc qua May quên. Đây, chữ C là nó ở đây đúng không? Sau khi mà đã thu thập xong 5 chữ cái Nikki rồi thì các bạn đến cái hộp mà con rắn này và bấm nhận thôi. Ở trên cái chỗ đổi nó có ghi cái số lượng mà còn đó. Thì thời điểm mà May đổi là còn 39.000 tài khoản. Nói chung thì hãy tranh thủ lấy vật phẩm này đi, nó dễ lấy cực kỳ, cho nên là sẽ có rất là nhiều người sở hữu được cái vật phẩm này sớm đấy. Lấy vật phẩm thành công thì Mai sẽ vào phần avatar review cho mọi người coi nha. Hồi nãy Mai có nói rồi, cái con rắn này nhìn nhỏ xíu à, để trên vai nó chút xíu xíu luôn. Nhưng mà mình thấy nó cũng dễ thương. Một chiếc vật phẩm vô cùng đơn giản và dễ lấy, và nó cũng bé bé xinh xinh. Các bạn hãy tranh thủ lấy nó sớm nhất nha. Video của Mai đến đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và chiều nay thì Mai sẽ up thêm một cái video để mà lấy được cái cây đinh ba trong cái tựa game hồi sáng mình có làm hướng dẫn á. Hẹn gặp mọi người ở buổi chiều nha.